À, dạ chị ơi, nhà mình đang tìm gia sư phải không? Em có hẹn nữa tới xin việc á. Cái gì? Cô suy nghĩ kỹ chưa mà lại làm gia sư cái nhà này? Hả? Ủa? Cái nhà này sao? Dạ, ý con nói là làm gia sư cho cậu Kiệt đó. Chuyện đó không phải là chuyện của cô. Vô trong đi. Dạ. Dạ, con chào cô. Dạ, con xin lỗi cô. Tại bữa cô hẹn con buổi tối, nay cô gọi con gấp quá, con chưa kịp về thay đồ. Nãy con lật đật chạy mém tông xe. Còn sống là mai rồi. Mà là con gái sao? Ủa, nhìn con giống con trai lắm hả? Không phải. Hôm trước tôi gọi đặt hàng ở trung tâm á, tôi quên nói giới tính. Tôi định chọn gia sư là nam. Cô đừng nghĩ là chỉ có con trai mới học giỏi. Con là con gái, con học cũng giỏi vậy. Từ hồi năm 2, năm 3 là con đã đi dạy kèm rồi. Mà đứa nào con dạy nó cũng đậu đại học hết trơn á. Thôi được rồi, cô vô trong đi rồi mình nói chuyện thêm nha. Dạ. Cô uống nước đi. Dạ, cảm ơn cô. Cô học trường nào? Dạ, con học Đại học Kinh tế Quốc dân. Năm nào con cũng đạt loại xuất sắc hết. Tôi có nghe bên trung tâm giới thiệu sơ qua về cô, nên tôi muốn mời cô về đây dạy kèm cho con tôi trong kỳ thi tuyển sinh đại học sắp tới. Dạ. Nhưng mà ngặt nổi, nó lại là con trai. Ủa, đâu có sao đâu cô. Tới nay là con kèm 3 đứa con trai rồi đó. Đứa nào cũng là từ cái loại yếu lên trung bình khá, xong rồi nó đạt loại xuất sắc, rồi nó đậu đại học luôn, có sao đâu. Nhưng mà con không biết con trai cô thuộc loại gì, không biết nó có hiền lành hay không vậy. Tôi nè, nghĩ coi cái loại. Ê, 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 ê. Để tao. Thấy nhà đẹp là khoái nha, ghế hương. Thằng mất dạy, đứng lại mày. Mẹ mẹ, gì đây? Mẹ tính kêu cái người này về kèm cho con á hả? Bộ hai đứa quen nhau hả? Thì đâu có. Dạ đâu có. Mẹ nghĩ sao con quen với cái người khô khan cọc cằn vậy được? Con mắt nào cậu thấy tôi khô hả? Tôi mà không cọc cằn hả, được chứ cái loại như cậu hả? À rồi, thì cô mềm mại, cô ướt át được chưa? Võ sĩ giắt đấu. Cái gì võ sĩ? Bộ con đi coi cổ đấu võ sĩ hả? Cô có võ sao? Đâu có đâu cô, đâu có võ gì đâu. Giờ á hả, mấy đứa con gái giống như con á, đứa nào cũng có mấy miếng lận lưng hết. Để lỡ mà gặp mấy cái thằng ba trợn, ba chào á, kiểu mà trêu hoa ghẹo nguyệt á, còn phải bẻ lọi giò nữa chứ. Chàng ơi, là hoa là nguyệt. Rồi đúng, hoa trăm ổi, nguyệt móc câu. Nó móc vậy nè, nó móc vậy. Ây da. Gì? Đây là cô giáo chứ không phải là bạn bè đồng trang lứa với con đâu mà giỡn hết gì vậy nha chưa? Thôi giỡn đủ rồi. Mẹ kêu gia sư nam về dạy cho con đi. Chỉ có đàn ông mới mang được hạnh phúc cho nhau à. Cái gì vậy? Hả? Con nói gì vậy? Hiểu rồi ha. Nhìn bề ngoài vậy thôi chứ đàn ông có một lóng tai à. Cô, mấy cái loại này cô có để con chị cho. Cô không cử gì hết phải không? Cô, chị tôi có nằm mơ giữa ban ngày không? Đêm tôi mới mơ, ban ngày tôi không có mơ. Thôi được rồi. Thôi, con đừng làm cho mẹ sợ nha chưa. Mẹ quyết định mời cô Thư về dạy. Chứ mẹ không để thầy giáo nam dạy cho con đâu. Lỡ có chuyện gì đáng tiếc xảy ra thì lại nguy nữa. Mẹ ơi, mẹ sợ con chuyển hệ thiệt hả? Né vờ. Con giỡn với mẹ vậy để chọc cái bà Trần. Trần như vậy mới trị được cậu. Hiểu không? Hả? Thôi xuống đi Bi. Dạ. Bữa nay số 6 đưa con tới đây thôi. Cảm ơn chú Sáu.
Ờ, đi tắm đi rồi ăn cơm con. Dạ. Bi. Ông Sáu ông có gây lộn với ai không con? Má còn không biết, sao con biết được. Cô cứ giao con cô cho con đi, con chị nó cho. Mấy cái ca khó này là con khói lắm á. Loại này hả, con bao đậu đại học luôn rồi. Bắn không trúng là phải đền đạn đó nha. Đạn con không có, nhưng mà con sẽ đền người. Cái gì? Đền cô cho tôi. Đầu cô có vấn đề hả? Đầu tôi gấp ba cái đầu cậu á. Nghĩ thì sao vậy? Nghĩ sao đền tôi cho cậu à? Tôi đền tôi cho mẹ cậu á, có nghĩa là năm nay á, mà cậu không đậu, tôi luyện tới chừng nào mà cậu đậu thì thôi. Cậu mà không đậu là cậu gặp tôi dài dài, cậu hiểu không? Cô yên tâm đi, con sẽ mài con cô từ sắt thành kim. Ừ. Kiểu mà bây giờ là cậu hư cỡ nào tôi cũng sẽ rèn luyện cậu. À, nói chung là cậu đừng có nhìn tôi dài mà cậu nghĩ tôi bèo. Thật ra tôi nội công thâm hậu lắm. Mẹ, thợ đó mẹ thấy chưa? Chưa gì hết mà đòi dùng đòn roi để dạy bảo con này kìa. Mẹ nghĩ làm sao mẹ kêu một người dạy thú về đây dạy cho con cho được. Dạy con á, ít nhất phải là bằng sư phạm, đại học, tiến sĩ. Kêu người dạy thú về làm sao mà xứng để cặp với con. Khùng hả? Tôi kèm cặp cậu chứ không phải tôi cặp kè với cậu. Cậu không phân biệt được hai cái chữ đó hả? Chính cậu tự nhận cậu là thú nha. Nha. Mới nước mắt ra ăn nói linh tinh. Nói sao sau này không trở thành người tử tế được. Oh, cái mô đen bây giờ á, ai cũng thích thành người tử tế đó. Còn tôi thì khác. Tôi cứ sống thoải mái, ăn chơi cho xả láng vậy đó. Lúc nào về hưu tính tiếp. Ừ. Nói sao sau này thành phế nhân mà chị không dạy em trước nha. Thôi con xin phép cô, con đi về. Để con kiếm mấy cái bộ sách giáo khoa mà hướng dẫn mà kiểu mà huấn luyện những đứa trẻ ngỗ nghịch á. Để con qua con dạy con cô. Ôi mẹ. Thôi được rồi. Thôi. Đi cô đưa con ra cửa. Coi má. Ừ. Ôi má nấu gì mà thơm quá vậy má, đi từ đầu đường rồi đó nghe mùi rồi đó. Trời ơi. Nấu kho quẹt mà nó kêu thơm, kho quẹt chấm rau. Thì đó, cái món kho quẹt của má là thơm nức mũi luôn à nghe. Ừ. À, má qua đây má. Đi qua đây với con. Qua đây ngồi đây. Có chuyện này cũng nói với má nè. Gì mà có chuyện này chuyện kia. Má nhắm mắt lại đi. Con có cái này muốn đưa cho má coi nè. Cái thằng đưa má coi cái gì, đưa đại đi. Còn mày đặt kêu má nhắm mắt nữa, làm như má tuổi như tụi bay vậy. Đừng nói nhắm mắt lại hôn hít cho quà gì nha. Không có đâu. Nè mà má dặn nè, có hôn á, hôn cái má thôi. Không có được hôn. Ủa sao không được hôn cái môi má? Trời đất ơi, cái thằng má con. Trời ơi, không có được đụng hàng. Má làm với con là thằng cu bi nhỏ xíu rồi kêu má nhắm mắt lại rồi con hung má. Má thiệt già mà còn ham nữa, khổ em ghê. Em vậy giờ chứ sao? Thôi nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt phải không? Con năn nỉ má, nhắm mắt lại đi. Tôi thích tính cách quyết liệt của cô. Hy vọng là với tính cách đó cộng với sự nhiệt quyết của tuổi trẻ thì hy vọng là cô sẽ đưa cái quý tử của tôi vào nề nếp. Dạ. Trời ơi, trên đời này tại sao còn sót lại một nữ thanh niên nghiêm túc như vậy được? Nè, từ ngày mai phải gọi tôi là cô đàng hoàng nghe chưa? Cô giáo Thảo hả? Tôi tên Thư không phải tên Thảo. Rồi, cứ thô cứng được chưa? Tôi thô là cậu kệch á, kệch cỡm phải không? Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại. Nếu mà gọi cô thì nó bị nghiêm trọng quá. Tại vì tôi dù gì cũng không có bằng sư phạm, không phải là cô giáo. Thôi thì... Thôi gọi chị được rồi. Thôi, hồi nhỏ giờ không có quen gọi ai là chị hết á. Gọi chế được không? Nghe cũng hay đó. Dạ. Nè. Vậy? Mai tôi tới dạy ăn bận đàng hoàng nha. Đừng có bận cái quần bông như là cái áo ba lỗ này, thấy gớm lắm nha. Rồi, biết rồi. Sơ mi, đóng thùng cà la quét đúng không? Bận sao bận. Tao đừng nói mình khùng là được rồi. Cô con về. Ừ. Trời ơi, tại sao mình có thể chấp nhận cho cái bà Trần này làm gia sư cho mình được chứ? Mẹ thích cô gái này rồi đó. Hãy quái nhân trên cơ con.
thì mới có thể dạy dỗ con được. Chứ mẹ thì bỏ tay với con rồi đó. Đóng cửa đi. Trời ơi, chắc tôi chết. Mẹ. Đó, rồi, má mở mắt ra đi. Ý trời ơi. Má mở ra coi đi má. Lâm, trời ơi, cái gì mà giống tiền quá vậy Lâm? Lâm ơi, tiền thiệt, ở đâu mà con có nhiều dữ vậy nè? Dạ, tiền của con má. Con làm gì có tiền? Bộ, ai làm rớt rồi con lầm hả? Trời ơi, không có đâu à Nga. Cái thời này là người khôn của khó đó má. Dễ gì mà ai làm rớt tiền. Mà nếu như có làm rớt á, thì cái đám âm binh đầu đường xó chợ nó cũng dành vô, nó lấy rồi nó sâu xé nhau hết à. Ôi, chứ ở đâu mà có nhiều dữ vậy nè hả con? Dạ, tiền này là tiền lương tháng đầu của con đó má. Con làm gì có lương? Con đang đi học mà. Dạ, thì chuyện là vậy. Thì mấy anh sinh viên năm cuối trường con á, khi mà thực tập hay là đi làm tốt nghiệp đổ má, thường á là nhờ những đứa sinh viên năm 2, năm 3 tụi con giải phụ nè. Mấy tháng trước á, con có nhận giải phụ cho cái anh sinh viên năm cuối kia, mà ảnh lại nhận của một cái chú kỹ sư khác. Con có thêm ý tưởng vô cái bản vẽ đó. Cái chú kỹ sư đó chú chịu má. Chú còn đề nghị với con nghe là về công ty giúp cho chú nữa. Chú nói là làm việc bán thời gian thôi, rồi vừa học vừa làm á má. Cái tin này là con giấu má, là tại vì con đợi khi nào có thành quả chắc chắn á thì con mới báo cho má biết, má vui. Vậy hả con? Dạ. Trời ơi, vậy là coi như là đây là tiền lương của con đó. Dạ, tiền lương của con á má. Cái chú đó tốt lắm nha má. Mà công ty cũng lớn nữa. Chú hứa với con là sau khi con tốt nghiệp á là chú nhận vô làm luôn, khỏi phỏng vấn má. Lâm ơi, con giỏi quá. Phải chi mà anh Đông nó. Không có gì đâu má. Trước sau gì á thì dì Đông cũng sẽ khỏi bệnh mà, cũng sẽ về nhà sống chung với má con mình mà. Má đừng lo nghĩ gì. Má muốn cúng con heo để ăn mừng ghê vậy đó con. Con giỏi lắm. Đang đi học mà đã kiếm ra tiền rồi. Lâm, con lớn rồi. Con giỏi lắm. Con làm cho má hãnh diện lắm. Mà má nói nghe nè, con cứ cất cái số tiền này để còn mua sách vở đi học nữa nghe không? Thôi, má cứ giữ cái số tiền này đi, để dành chi phí mấy cái chuyện lặt vặt ở trong gia đình. Khi nào con cần á thì con xin má một chút dặn túi được rồi. Thôi, nếu mà con nói thì má cất giùm con thôi. Chứ dạ. Còn ba cái chuyện chi tiêu trong gia đình rồi đó giờ má lo được mà. Thôi con đi tắm rửa thay đồ đi, rồi còn ăn cơm nữa nha. Dạ, vậy để con thay đồ một cái rồi mình ăn cơm nha má. Ừ. Con đói bụng dữ rồi. Chờ con chút nha. Con thật sự trưởng thành rồi. Má mừng quá. Tội nghiệp cho con. Má phải giấu chuyện mẹ Đông con bị tâm thần là mẹ ruột của con. Để con lớn lên, đi học khỏi mặc cảm với bạn bè. Không biết mai mốt con biết sự thật đó, con sẽ ra sao nữa. Má làm như vậy là đúng hay là sai nữa. Dạ thưa anh, đây là những báo cáo của phòng marketing về buổi làm việc với bên thị sĩ. Còn những dữ liệu cần thiết em đã lưu lại rồi. Ừ. Nhớ chuyển vô email cho tôi nha. Dạ, em chuyển rồi thưa anh. Ừ, tốt. Tôi sẽ xem kỹ lại sao. À, cậu Nam à. Dạ. Cậu nhớ xúc tiến hợp thức hóa khu đất ở Hóc Môn nha. Dạ. Tuần sau tôi sẽ cho mời kiến trúc sư. Tôi muốn bàn về chuyện xây dựng nhà xưởng. Dạ. Hồi nãy... Có chuyện gì hả? Dạ hồi nãy chị gọi đến. Ừ, sao lại gọi đến công ty? Dạ tại chị liên lạc với anh không được, mà đêm qua anh không về nhà, không biết có chuyện gì không? Tôi quên mở máy. Tôi nhờ cậu trả lời giùm á, là tôi mệt mỏi quá cho nên nghỉ lại công ty, vậy ha? Dạ, em biết rồi anh. À, còn cái chuyện mở nhà xưởng á, cậu nhớ làm càng nhanh càng tốt cho tôi nha. Bởi vì sắp tới mình có thêm nhiều hợp đồng lớn, có thể là tuyển thêm nhân công nữa đó. Dạ, em biết rồi.
Em xin phép xuống xưởng. À, alo, em hả? Anh xin lỗi nha. Tại hôm qua anh họp với đối tác, anh tắt máy rồi quên mở máy lại. Hồi nãy cậu Nam nói là em gọi hả? Anh xin lỗi hen. À, dạ, dạ được rồi. Anh không sao là tốt rồi. Nếu như anh bận quá không về nhà được thì phải báo em tiếng để em yên tâm nha. À, công việc của anh hôm nay cũng nhiều quá. Chắc là anh phải ở lại văn phòng để làm việc rồi. Em đừng chờ nha. Dạ. Anh nhớ ăn uống đầy đủ, đúng bữa đừng bỏ bữa nha. Còn em, nếu không có gì bận thì nhớ đi ngủ sớm nha. Bye bye. Dạ, bye anh. Thằng Nam thiệt tình, nhờ nói hộ mà không nói liền. Phiền quá. Vô đi. Chị ơi, tối nay mình có lịch dự tiệc ở bên Nai Vàng hả chị? Tôi biết rồi, tối nay còn đi với tôi. Dạ, tối nay là em phải soạn tài liệu để gửi với khách hàng. Sáng ngày mai họ cần gấp lắm. Cái đó để cô Trắng làm đi. Ủa, mà Trắng nào chị? Thì cô Trắng, cô Bạch đó, cậu là Khánh. Hai đứa chắc hoàng gia kiếp trước hay sao, kiếp này thành cặp đôi hoàn hảo. Công nhận sếp hay thiệt. Tụi em giấu kỹ dữ lắm rồi sếp vẫn biết. Gì mà giấu, chuyện này tôi biết rành lắm. Tối nay còn đi với tôi. Tới đó có cần gì thì ghi chép lại. Ủa mà chị, tại sao anh Dũng không đi với chị? Những lúc mà mình gặp khách hàng như vậy, rất là cần có mặt anh ấy. Ông đâu phải là người của công ty mình đâu. Thôi, xuống kêu cô Bạch lên đây cho tôi. Dạ. Có chuyện gì vậy? Anh nói với em rồi, đừng có tự tiện gọi cho anh. Em chỉ gọi hỏi anh là tối nay có đi tiệc hay không. Anh không đi được đâu. Anh biết là em có tên trong danh sách khách mời. Em cứ đi đi. Thôi được rồi, anh không tới thì em cũng đi. Anh cứ ở nhà chăm sóc cô vợ yêu của anh đi nha. Bye. Bye em. Ngồi với mẹ cậu đâu mà so sánh. Tôi muốn tạo mối quan hệ với cậu để tôi muốn biết được bạn bè của thằng Kiệt ra làm sao. Bây giờ ngoài xã hội nhiều cạm bẫy lắm, tôi sợ nó xa chân lại hư hỏng, cho nên mới kiểm soát chặt chẽ như vậy. Dạ, con hiểu rồi.
Thịnh ơi. Dạ. Con có điện thoại nè. Alo, Thịnh nghe nè. Ai vậy? Dạ. Dạ không. Bữa nay cháu đâu có gặp Kiệt đâu. Thì Thịnh không có gặp nó. Sao? Bây giờ luôn hả? Sao gấp như vậy? Nhưng mà xe đang dở chứng rồi, không có đi được. Dì qua đón hả? Mi qua đón đúng không? Vậy cũng được. Có chuyện gì vậy con? Dạ mẹ của thằng Kiệt muốn gặp con để hỏi thăm tình hình của nó. Trời đất, nói chuyện với mẹ của bạn mà xưng hô trống không vậy đó. Nè, đừng có để cho người ta nói là nhà vô giáo dục nghe chưa? Con biết rồi, hồi nãy con bắt điện thoại lên á thì con chỉ nghĩ là nói chứ con lỡ lời thôi, chứ con biết mà má. Ừ. Hồi nãy có con đứa nó tới xin ghi tên học tháng này, má hẹn nó chút xíu lại gặp con đó. Vậy thôi thì má cứ ghi tên nó vô danh sách lớp đi. Con nhiều cũng mệt lắm. Để con đang gặp mẹ của Kiệt nha mày. Đi nhớ về sớm cho kịp giờ dạy nghe chưa? Dạ. Trời ơi, cậu, tôi dọn lên mâm lên chén đàng hoàng thì không chịu ăn. Trời ơi, bốc rít là quen tay. Có ông bà ở nhà mà cậu làm vậy là tôi bị la đó. Có mình tôi à, dọn mâm, dọn chén chứ chớ rườm rà. Ăn bốc vậy á, nó ngon, thoải mái, muốn ăn gì ăn đó. Ê, gì? Mà chị nhìn mặt tôi nè, ai cũng nói tôi giống Ấn Độ đó. Ê, tôi mà ở bên Ấn Độ á hả, dám là tôi được mời đóng cô dâu 8 tuổi lắm đó. Ôi thần linh ơi, trời ơi, người ta mà mời cậu đóng cô dâu 8 tuổi chắc tôi cũng được một vai đó. Dạ vậy? Bà nội cô dâu 8 tuổi. Ê thà. Vậy? Xuống. Gì? Mơ cao té đau giờ á. Tôi nói thiệt với bà á, bà cua đường cha tài là đỉnh nhất của cuộc đời bà đó. Cái gì? Biết tôi đang cua ảnh hả? Trời ơi, tôi giấu như mèo giấu cứt vậy mà cậu cũng biết. Cái mặt của bà mê cha thấy mồ. Xe Thịnh bị sao vậy? Xe cụ bắp mà. Cứ bị hư hoài. Rồi sửa xong chưa? Thịnh cũng không biết là nó bị hư cái gì nữa. Thực ra thì cũng là thường hay tự mày mò để mà sửa thôi. Mà cũng hên xui lắm. Dạ, em nghe đây anh. Dạ, nhưng mà hôm nay em bận rồi. Bữa khác nha. Tối nay về em sẽ gửi hóa đơn của khách đặt hàng rồi anh chuyển hàng qua bên đó cho họ giùm em nha. Dạ. Thôi anh cứ ở nhà chăm sóc vợ yêu anh đi nha. Em không có giận đâu. Bye bye anh nha. Tôi nói à, sao mày hai vợ chồng cưới nhau á, cứ về nhà của tôi hầu hạ, khỏi lo chuyện ăn uống. Thôi thôi được rồi, thôi đưa đây, ngồi xuống đây đi nha. Ngồi xuống đây đi, tôi dọn lên cho ăn đàng hoàng, khổ ghê vậy đó. Chúc ba mẹ tôi về rồi tôi ngồi vô mâm, vô chén. Hôm nay á, ông nói với tôi á, là ông ở công ty, không có về. Còn bà á, thì bà đi dự tiệc, không biết có về hay không. Mà nếu như mà bà có về á chắc cũng no rồi, không ăn đâu. Nay ba mẹ tôi cũng về nữa hả? Ừ. Thôi vậy thôi, tôi kêu đám bạn tôi về chơi. Ê, không được, cậu kìa. Cậu phải học bài rồi ngủ sớm. Cậu ơi. Cái gì? Cậu ơi. Trời, tôi nói không được đâu. Tôi nói hả, tôi mà không nhắc nhở cậu á là ông bà chủ quở tôi á, riết rồi tôi cứ bị la hoài à. Được rồi, tôi sẽ làm chứng là chị đã có nhắc nhở tôi được chưa? Alo, sân vắng, tới đi. Cậu. Gì? Cậu quên này hả? Chiều nay là bà đã bút lịch cho cậu học với cái cô gia sư gì đó rồi. Quên nữa. Ê, alo, đổi lại nha. Mai tao bị lên thớt rồi, bữa khác.
Ờ. Mắc cười ha. Công nhận á, lên thớt để cho cô gia sư đó bầm thịt hả? Trời, tôi không thể tưởng tượng được trên đời này có một người con gái gan dạ đến như vậy, dám dạy dỗ cậu tôi một bài học. Còn lại bà đang lo không biết cái bà đó bà bầm thịt bà lên thớt tôi cái gì đây nè. Rồi đó bếp xếp hoài. Thôi, coi như là tôi nhường sân cho cái cô đó đó. Mà nè, vậy nhớ mặc đồ vô nha. Cậu làm gì vậy? Làm tôi tưởng tôi đang cũng trời chứ. Ai thèm nhìn ngó cậu làm cái gì? Ý tôi nói đây á là cậu phải mặc quần dài, áo tay dài đồ vô ha, cho nó lịch sự. Đâu phải người ta hả làm cô giáo tới nhà mình dạy rồi mình muốn mặc gì mặc. Người ta vẫn là con gái là phụ nữ chứ bộ. Mặc đồ vô để nhìn cho nó có thiện cảm chút xíu. Con gái phụ nữ gì cái bà tưng 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 tửng đó. Nè, ở đây không cần tình cảm ha. Vậy xong, xong hợp đồng, trả tiền, biến. Trời đất ơi. Không biết làm sao mà ai mà dạy nổi cái cậu ông trời con này của nhà này chứ thiệt á. Mà chuẩn tội cho cái cô đó. Đi làm gia sư mà gặp phải mấy cái thằng mất dạy. Alo. 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 Chắc mất sóng rồi. Điện thoại cũng gù bắp rồi. Lấy cho tôi cái này đi em. Dạ, mời chị vô trong. Mời máy cho chị. Tháo sim lắp vô đi. Để mai mốt tôi có việc gì cần hỏi về thằng Kiệt thì điện thoại Thịnh không bị mất sóng. Nhưng mà... Lắp sim vô đi. Cảm ơn. Ủa cô, sao tôi thấy người ta đi dạy, người ta dạy ban đêm không à? Sao cô dạy ban ngày vậy cô giáo? Trời ơi, em cũng muốn dạy ban đêm cho mát lắm chứ. Nhưng mà ngặt nổi là học trò của mình là con trai, cho nên mình phải xin bà chủ là mình dạy ban ngày. Chứ à, không là chút quạ vô thân luôn. À vậy là giờ bà chủ nhà tôi cho cô dạy ban ngày rồi đó hả? Cho rồi. Mà tôi nói cho cô nghe, mấy cái thằng thanh niên bây giờ nó không có kể ngày hay là đêm. Cô phải cẩn thận đó. Hả? À, hiểu rồi, nhìn em đi. Trời ơi, người ta phòng vệ hết rồi. Có gì đâu phải coi chừng. Chị mới phải coi chừng hả? Để tôi nói chị nghe nha. Chị làm nghề giúp việc đúng không? Ừ. Ông chủ lớn, ông chủ nhỏ nè. À, thấy ghê không? Nhà đàn ông không? Kiểu mình ăn mặc hớ hên nè. Đánh mi son nè. Làm tóc nè. Xong móng tay móng chân nè. Đó, dễ lắm nha. Mấy người đó không có kiên cử gì đâu. Trời ơi, vậy là cô không biết rồi. Tại nay ông chủ nhà này với lại cậu chủ nhà này không phải là gu của tôi. Nếu như mà không phải gu mà đụng vô tôi á nha, là tôi thiến. Xuất sắc. Ở cái khâu này là chị trùng khớp với ý kiến của tôi á. Là phụ nữ là mình phải biết dữ dằn, phải biết tự vệ. Ai chê kệ họ, không có khe. Được, thôi vô đi chị. Vô đi. Đi đi, vô đây nè. Đó, bà dặn tôi á là sắp xếp chỗ này ha cho cô dạy cậu Kiệt đó, chứ không có lên trên chảnh, tại vì trên chảnh cũng có phòng học. Ờ, cô tính vậy cũng được á. Thầy ông lên chảnh thì được, chứ thầy bà lên thì nó cũng hơi kỳ. Cái gì cái nam nữ cũng thụ bất thân, thấy không? Lửa gần rơm á, lâu ngày cũng phải bén. Bởi vì ở đây đi, học đây gần tôi. Tôi mới vừa mà thấy bén, cái tôi tạt nước vô gặp tắt liền à. Bà lo xa quá.
cậu lo gần hơn tôi thiệt. Ủa chưa cái gì mà mặc áo kính cổng cao tường thấy ghê luôn. Đừng có nói trong đây là mặc áo giáp để giữ trinh tiết luôn nha. Phải cho đủ bộ chứ. Hồi cung đi để tôi còn bái sư. Tung lên. Mời cô ngồi. Ngồi đi. Gì vậy? Đâu gì đâu. Cậu làm tôi nhớ tới chú Sáu luôn á. Ủa mình đi đâu vậy? Vì cái gì mà gì? Tôi không có thích không khí ồn ào ở mấy cái quán trong thành phố, cho nên tôi muốn đi ra ngoài cho đầu óc thoải mái một chút. Bộ Thành không thích sao? Dạ không phải. Mà nếu như My mà muốn hỏi cái gì Thịnh á thì cũng có thể nói chuyện qua điện thoại được mà. Đâu cần thiết phải đi xa như vậy. Mấy hôm nay tôi bị stress quá nên muốn ra ngoại thành để câu cá cho nó thoải mái đó mà. Cái gì? Bây giờ trời gần chiều tối rồi, câu cá gì nữa? Câu cá ban ngày là chuyện bình thường, câu cá ban đêm mới thú vị chứ. Đó mà là một thú vị đặc biệt nữa. Cá cũng giống như người, có những loại cá nó thích đi ăn đêm. Nè, tôi tới đây á là để dạy con học, chứ không phải tới đây để nhìn cậu tấu hài. Cậu biết không? Lo mà học hành cho đàng hoàng đi. Vô đề, vô thẳng đi. Đi lan man ngoài lạc đề rối. Nè, dạy cho đúng phương pháp sư phạm nha. Ổng thôi tôi mét chú Đinh là... Làng. La làng. Biết tại sao la làng không? Lo mà học hành cho đàng hoàng đi. Tôi bắt đầu giảng từ đầu chương trình lớp 12. Má. Má. Má có sao không? Bộ má mệt hả? Má không có sao. Sao con không ở trong nhà coi Chambi nó học giùm má? Con thấy má làm quần quật cả ngày rồi, sáng mai còn phải dậy sớm đi bán nữa. Thôi, má nghe lời con đi, đi vô ngủ đi cho nó khỏe. Đã nói má không có sao mà, má quen rồi. Lâm. Dạ. Con vừa đi học á, vừa đi làm vậy, có mệt lắm không con? Rồi cái chuyện con đi làm á, nó có ảnh hưởng gì tới cái chuyện học của con không? Dạ, con thấy nó có ảnh hưởng gì đâu má. Con thấy cái việc mà con đi làm á, nó tốt cho cái chuyện học của con chứ đâu có xấu đâu. Giống như người ta là phải tới năm cuối người ta mới được thực tập á má. Còn bây giờ là con được ra tới công trình đi thực tế rồi. Đó là học phải đi đôi với hành, rồi mình bồi đắp thêm kinh nghiệm. Nghề dạy nghề mà má, con thấy tốt mà có sao đâu. Nếu mà tính ra là con may mắn hơn so với mấy bạn trong lớp đó má. Má nghe con nói á, vậy là má mừng rồi. Phải chi mà má con. Má nói cái gì? Má có nói gì đâu. Bây giờ má hay bị vậy lắm, chắc lẫn rồi đó. Nhiều lúc nói gì cũng không biết mình nói gì nữa hả. Thôi con vô coi cho em học bài, đi ngủ còn mai đi học nữa nghe. Dạ. Má cũng tranh thủ ngủ sớm đi nghe. Cái giờ này con thấy má tiều tụy dữ lắm á. Con vô nghe. À, bé Ti cũng mới 2 đây rồi. Ôi. Thấy cưng quá à.
Ước gì mà má hai cũng đưa có một đứa con giống con vậy. Thương con nha, thương con nha. Dạ chào anh. Thị trường trong nước đang có chiều hướng tăng cao. Bây giờ người ta chọn kiểu trang trí nội thất theo kiểu hiện đại, nhiều màu sắc, thay đổi mẫu mã liên tục. Chứ người ta không thích cái kiểu mà truyền thống nặng nề đâu. Cậu nhớ lưu ý với lại phòng marketing giùm tôi nha. Dạ em biết rồi anh. Hồi xưa mua một bộ bàn ghế, tủ giường gì đó, người ta có thể xài cả đời, có thể là chuyện đời này qua đời khác. Nhưng bây giờ họ thay đổi liên tục. Họ mới mua nhưng mà thấy mẫu mã mới hay đẹp họ lại đổi. Đúng. Cho nên chúng ta phải bắt kịp được xu hướng của người tiêu dùng, thay đổi mẫu mã liên tục. Ừ. Dạ. Nè, tháng tới có hội chợ đồ gỗ trang trí nội thất ở Malaysia, cậu đi giúp tôi nha. Sao vậy anh? Anh bận gì hả? Không, tôi nói để cậu chuẩn bị kế hoạch đề phòng thôi mà. Còn nếu tôi thu xếp được á, tôi sẽ đi. Anh cứ đi đi, mọi việc ở công ty của em lo rồi. Lâu lâu đi hấp hôn với chị. Hấp hôn? Dạ. Hấp hôn cái đầu cậu đó. Cậu mới lấy vợ còn ham, còn tôi lấy vợ 20 năm rồi, chán như là cơm nếp nát vậy đó. Cậu tưởng tượng đi, cái gì mà hấp đi hấp lại hoài nó khô queo à, còn miếng nước nào đâu mà ăn. Dạ anh nói vậy chị nghe được buồn lắm anh. Sao nghe được? Đừng nói với tôi là cậu thèo lẻo nha. Dạ đâu có anh. Tôi nói cậu nghe nè, lòng vả cũng như lòng sung thôi ha. Bây giờ ai nói gì á, cậu lẳng lặng mà nghe giùm tôi đi. Nếu thấy hay thì mình học hỏi, còn nếu không đúng á thì coi như rút kinh nghiệm cho chính mình. Biết đâu 10 năm nữa nè, cậu thấy chính cậu cũng có dáng dấp gì giống như tôi. Cậu còn trẻ lắm, đừng có nên dạy đời tôi cái kiểu làm chồng làm cha là như thế nào, hay là đạo đức là như thế nào hả? Dạ em không dám thưa anh. Thôi bỏ chuyện đó qua đi. Dạ. Cậu gọi kiến trúc sư cho tôi chưa? Dạ em gọi rồi, hẹn là sáng nay nè anh. Tốt, bây giờ tôi sẽ lên xưởng, khoảng một tiếng đồng hồ nữa tôi sẽ quay trở lại. Dạ chắc chỗ đó kiến trúc sư tới rồi, em kêu chờ anh. Ừ, tốt, bây giờ tôi đi đây. Dạ. Cha này mê tiền lắm hay sao á, giờ con thấy không đếm xỉa gì hết. Cậu Sáu về. Cậu Sáu. Làm gì vậy? Làm gì mà giống như ăn trộm vậy? Đang đọc ba cái tiểu thuyết ngôn tình bậy bạ nữa rồi phải không? Cậu này, ngôn tình có gì đâu mà bậy bạ cậu. Tụi con lớn rồi, bình thường mà cậu. Rồi má bay đâu rồi? Sao tối ngày te rẹt đi đâu hoài vậy? Má con đi với bà Năm Thọ rồi cậu. Ủa má mày dính dáng gì tới bà Năm Thọ? Thì hồi xưa không dính, bây giờ dính cậu. Cậu Sáu. Sao? Dạ, không có sao. Bữa giờ má con có qua gặp bà Hai không cậu? Ủa má bay gặp bà Hai làm chi? Thì cái vụ mà má con hù quậy bà Hai á. Thiệt, má bay không có giống con giáp nào hết trơn. Từ chó, heo, gà, ngựa, cũng không có con nào mà khùng giống má bay hết. Tự nhiên mắc mớ gì quậy người ta. Bà Hai á, bà hiền lành từ đó tới giờ, tối ngày chỉ biết lo làm lo ăn,
Má con bay á mà quậy người ta đó là kỳ cục lắm đó nghe. Cậu nói là sao chứ tụi con đâu có dám làm gì đâu cậu. Chỉ có má con nói á là bà hai á, bà nghèo mà bất cứ chèo đèo cậu má con không thích thôi. Tao nè, tao nè, tao là người muốn trèo kìa, bà hai vẫn còn không chịu đó. Chứ không phải như má con bay đâu, tối ngày cứ tôm tướp Con có tôm tướp gì đâu. Má bay lặng nhách lắm. Mà tụi bay nữa, nói với má bay đi, đừng có tới quậy phá người ta nữa. Bả mà làm gì tầm bậy tầm bạ người ta hả, là tao nói thiệt á, mất tình chị em, mất tình cậu cháu với má con bay luôn á. Nặng lắm rồi, hết thuốc chữa rồi.